Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video về cái câu lệnh, một cái hàm ở trong cái thư viện CityPy mà ở cái những cái video lần trước mình đã giới thiệu rồi. Đấy. Thì cái lệnh lần này mình muốn giới thiệu đó là lệnh is control, tức là cái lệnh kiểm tra cái điều khiển ạ. Rồi. Mình sẽ giải thích về cái lệnh này. Đấy. Thì cái lệnh này thì nó có cái chức năng là nó sẽ kiểm tra cái chuỗi mình á, cái kiểm tra cái chuỗi. Đấy, xem nó sẽ kiểm tra tuần tự lần lượt đến khi nào nó gặp cái ký tự điều khiển á, tức cái ký tự đặc biệt. Ở đây mình ví dụ đây là một cái ký tự xuống hàng hoặc là một cái ký tự tab. Đấy, rồi tab thì nó sẽ ngừng lại. Đấy. Và in ra cái dòng lệnh ở trước cái dòng ký tự ở trước đó. Đấy. Ở đây mình sẽ xếp một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến y bằng 0 và sau đó khai báo một cái chuỗi ký tự là a sẽ bằng một cái first line set n, second line set n. Đấy. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp while. Cái vòng lặp while này nó như thế nào, nó chứa trong cái biểu thức của nó thì nó đây ạ, cái câu lệnh is control này nghĩa là gì, nó kiểm tra xem thử cái ký tự của chuỗi này đấy, có phải là cái ký tự điều khiển không. Đấy. Thì cái is control này nghĩa là gì? Đấy. Thì nó có nghĩa là nếu như nó kiểm tra mà phát hiện ra đó là cái ký tự điều khiển, ví dụ như là setter hay là một dấu tab, thì nó sẽ dừng lại và thoát ra. Đấy. Còn nếu mà không phải là một cái nó kiểm tra mà là không phải là một cái ký tự đặc biệt như là ký tự điều khiển suất n hay suất t đấy, thì nó sẽ in ra cái màn hình cái ký tự đó và sẽ tiếp tục tăng y lên và sẽ thực hiện lại cái vòng lặp này đấy, cho đến khi nó gặp cái ký tự điều khiển là suất n đấy thì nó sẽ dừng lại đấy. Rồi sau đây mình sẽ chạy cho cái chương trình cho các bạn xem. Đấy, như các bạn đã thấy thì ở đây thì nó đã in ra cái dòng là first line. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy cái chuỗi mà mình đưa ra là sẽ là first line. Đấy, ở đây có cái sượt n. Đấy, thì nó sẽ ngay tại cái trước cái sượt n này, nó gặp cái khi nó bắt đầu gặp cái sượt n thì nó sẽ dừng cái trình biến dịch lại. Đấy, dừng cái chương trình lại và in ra cái tất cả cái ký tự đằng trước cái sượt n này, tức là first line, còn nó bao gồm cả cái dấu cách này luôn ạ. Đấy. 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 Như vậy thì các bạn đã nắm được cái phần nào về cái câu lệnh is control này. Đấy, đó là một cái câu lệnh dùng để kiểm tra cái ký tự của một chuỗi. Đấy. Trên đây là một số cái giới thiệu về cái câu lệnh is control ở trong cái thư viện CityPy.h này. Đấy. Thì ở những video sau thì mình sẽ giới thiệu thêm một số cái câu lệnh khác nằm câu lệnh kiểm tra chuỗi khác nằm trong cái thư viện CityPy này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.